Hello, xin chào mọi người đến trên đầu của mình ha. Mình là bên công ty trách nhiệm thiết bị khoa học Kha Kiên. Hôm nay xin giới thiệu các bộ sản phẩm đó chính là máy đo ánh sáng và T-Bass Đà La các bạn ha. Đây bản model là TM23 đo lớp SC các bạn ha. Là Victor được nhập khẩu vô trực tiếp bởi Kha Kiên và mình sẽ bắt các bạn xem được đóng gói vào một vali như này dễ dàng đi thao tác hiện trường. Đi đo các nơi rất là dễ dàng các bạn ha. Và trong qua đọc được sản xuất theo tiêu chuẩn của quốc tế các bạn ha, với thông số kỹ thuật chung của dòng A. Phản ứng quang phổ gần như là hiệu suất quang phổ CIE của anh sẽ đo được tất cả các phạm vi có thể đo lường được. Bên đây sản phẩm của chúng ta các bạn ha, TM23 và T-Bass Đà La các bạn ha. Bên đây các nút bấm như nút đọc hầu như kết quả rồi nó đã bị lốp hoặc là FC, nút zero bật tắt nguồn, đưa nút chụp lên xuống. Còn sau đây là bát Intawan và số series các bạn ha, dùng pin vô 9V các bạn. Và đây là chỗ lắp pin các bạn ha, rất là dễ dàng và tiện lợi. Và chỗ này là mình có thể lắp một cái giá đỡ các bạn ha. Và hệ đo cường độ và đèn chiếu ánh sáng của đơn vị lúc hoặc là Focader các bạn. Đây là khu vực đo màn hình sáng của ta các bạn ha. Chúng ta sẽ để cho bạn mình đo. Và đây là cậu kết nối USB các bạn, giúp theo dõi kết quả đo thuận lợi, dung lượng máy đo hơn 7 kết quả các bạn ha. Được tặng kèm cáp đi kèm khi các bạn muốn xuất dữ liệu đó các bạn ha. Với các thông số bát pin là trung bình các bạn ha. Và chức năng báo pin yếu, một pin vô đi kèm, cấp là Cosin, tự động tắt và vi hiệu hóa chức năng. Đây bạn ha, silicon photodiode và bộ lọc các bạn. Là đơn nhập khẩu chức bằng cảm biến, với cảm biến và bộ lọc. Với độ lật góc đặt tên Cosin là 30 độ là cộng trừ 2%, 60 độ là cộng trừ 6% và 80 độ là cộng trừ 25% các bạn ha. Và ai có nhu cầu mua sản phẩm vui lòng liên hệ với hotline 0938 22991 hoặc 0936 6577. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại những video kế tiếp.